sẽ đến với hình ảnh của ca sĩ Quang Linh. Nhưng đây là ca sĩ Quang Linh phiên bản lười uống sữa. Bạn Minh Chiến với ca khúc Thương Quá Việt Nam. Ca sĩ Quang Linh được biết đến với chất giọng nam cao, mượt mà tình cảm, đã thành công với rất nhiều ca khúc dân ca trữ tình quê hương, đặc biệt là những ca khúc dân ca mang âm hưởng dân ca Trung Bộ. Năm 1990, anh đoạt giải nhất cuộc thi giọng hát hay khu vực miền Trung. Tôi không về miền Trung thăm người em. Bên cạnh đó, ca sĩ Quang Linh còn để lại ấn tượng trong khán giả bởi phong cách biểu diễn trẻ trung và gần gũi. Quang Linh xin được cảm ơn những tràng tay cổ vũ các anh chị các bạn và chúc quý vị một buổi tối thật vui và hạnh phúc. Và hãy cùng đến với phần hóa thân của Minh Chiến.
Xin cảm ơn các Vũ Công ạ. Bác Quang Linh đây ạ. Con nghĩ rằng là trong bài hát vừa rồi mà con làm chú Quang Linh á, thì con thể hiện phần nào là giống nhất? Dạ con thấy là cái khúc he với là cái khúc biết khúc he. Đúng rồi. Phong cách đó. Phong cách. Tại vì Bác Linh á, đặc biệt Bác Linh khi mà nhúng mà đi qua đi lại đó, bước qua bước lại đó, con làm lại đi, cô nói cho con đi qua lại đi. Đó. Bác Linh không có đi thường, không có đi dày đâu, mà mỗi lần bác đi mà nó có độ tưng nảy. Làm cái đó ra dễ sợ luôn đó. Con mà cái bài này cuối Bác Linh có la gì không? Có không? Có luôn hả? Có luôn. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Hey! Làm quá anh Linh ơi. Thực ra là lúc hát ý, con phải cười nữa. Tối ba hát bài này bác cười từ đầu tới đuôi à? Tại vì cái bài này là một cái bài hát nói lên cái sự yêu đời lắm, phơi phới trong cuộc sống vậy đó. Cái lời ca nó như vậy, nó làm mình yêu quê hương ghê lắm. Với để ý cái nữa là hót đi chim nhá. Chứ không phải là hót đi chiêm nha. Đã, em nhớ như vậy. Chú vừa nhìn con hát xong chú nhớ tới là những cái show mà chú hát á, mà xung quanh là những người mẫu không á, chú toàn hát thế đó. Đặc biệt là chú là một trong những ca sĩ mà hay được mời hát chung với dàn người mẫu. Đó. Lúc đó là chú là vơ đét đó. Chú là nổi bật nhất trong cái tiết mục đấy rồi. Chú là bị thiếu sữa này mà người mẫu từ 1m8 trở lên hết, mà 1m8 cộng thêm đôi guốc tấc máy nữa đấy, là chú đi trang cái tiết mục vừa rồi luôn. Rõ một một rồi đó. Chú Quang Linh nói nghe là mời chú Quang Linh lên đây chút xíu được không? Thôi chú lên là mất hình tượng của cháu. Phải có phiên bản gốc và phiên bản lười uống sữa chứ. Rồi bây giờ nè, chú phải chỉ lại cái khúc mà nhịp mà với lại hê của chú đó, để coi để mọi người so sánh coi là nó giống nhau được nhiêu phần trăm. Và em xin mời ban nhạc ạ. Để sức vào vòng trong hát con, hát ngay đây được rồi đó. Cảm ơn con nhiều nghe. Dạ. Cảm ơn ca sĩ Quang Linh phiên bản gốc và ca sĩ Quang Linh phiên bản lưu uống sữa. Hay. Vậy nãy con thấy Bác Linh làm vậy là con còn thiếu gì nữa không? Ừ, nhưng mà lúc Bác Linh còn, tới chỗ trên giữa Bác Linh còn hey, còn thiếu cái đó nữa con. Vỗ tay lên các bạn ơi. Con nghe tiếp ý kiến của bà Thu Hiền với cô Cẩm Ly nhá. Yeah. Mà quý vị ơi, đụng vào người cháu thiếu sữa trầm trọng. Nhảy như vậy là giỏi lắm, tại vì Bác Linh có một cái cách nhìn nó đơn giản, nhưng mà cách nhảy hát chung mà tập hoài nhảy không có theo được cái nhịp của Bác Linh, nó lạ lắm. Tại vì trong người của chị Cẩm Ly không có cái lò xo. À. Còn trong người của chú Quang Linh là có cái lò xo. Cứ mỗi lần mà hát cái bài Thương Nhau Lấy Tơ Hồng là cứ mà mỗi lần mà nhảy mà mình nhảy theo không bao giờ nó dính được, không biết sao khó lắm. Tại có cái cách nhảy rất lạ, nhưng mà con tập vậy là con giỏi lắm rồi. Hôm nay cô thích con gì biết không? Cái giọng của con hôm nay nó sáng, nó tươi mà nó rõ, nó làm bừng lên cái bài hát luôn. Ở cái thần thái trong cái bài hát này là con làm được rất là tốt. Hát sang sảng à, nghe đã dễ sợ luôn. Bác Linh nói rằng con chưa có cười tươi như Bác Linh, nhưng nhảy giống nè ha, phong cách cũng giống nè ha. Hát thì Bác Linh cũng hát trời ơi sang sảng đã lắm.
Và đặc biệt thêm nữa, cái dàn dựng cũng giống luôn. Con diễn chung với một dàn là chân người mẫu chân dài không? Cảm ơn cô Cẩm Ly. Còn bây giờ thì con xin mời cô Thu Hiền ạ. Cô thấy rằng là nếu mà rõ và nhìn vào hai con người thì không giống nhau tí nào cả. Mà con bắt chước một thần tượng thì lại tròn, mà con thì lại bé quá. Thế nhưng mà cô thấy là con làm như thế là con rất rất tốt. Cô nhìn phong cách của con diễn á, cô để ý là đúng là của 15 năm trước của chú Quang Linh diễn như thế đấy. Bây giờ chú mới nhiều đưa nhiều thêm động tác, chứ còn đúng như thế. Con hoàn thành đã xuất sắc cái hình tượng mà thân tượng của con. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn bà. Cảm ơn bà giám khảo. Bộ đồ dí hôm nay đẹp quá trời. Mới may hả? Đâu mượn của ai? Mượn của chú Quang Linh. Mượn 15 năm trước. Rồi chúc mừng bà Minh Chiến nha.